Xin chào tất cả các bác và anh em đã đến với cửa hàng của em Tuấn Audio. Thì hôm nay bên phía cửa hàng em vừa cập nhật thêm cho anh em là những cái mic karaoke và có dây nha các bác nhá. Với dòng sản phẩm này thì đến từ cái thương hiệu của Tomahawk. Đấy. Với cái dòng sản phẩm này thì chắc chắn là sẽ giúp cho toàn thể các bác và anh em có một cái trải nghiệm âm thanh vô cùng là tinh tế. Và ngay sau đây thì em sẽ hát một đoạn karaoke để test thử cái âm mic này, cũng như là báo giá sản phẩm trực tiếp để các bác và anh em có thể nắm bắt được. Các bác đi qua ủng hộ cho phía cửa hàng, xin những cái lượt like và lượt đăng ký kênh nhá. Nếu các bác đang quan tâm đến dòng sản phẩm này thì hãy nhanh tay liên hệ đến số điện thoại của bên em để được tư vấn cũng như hỗ trợ mua hàng. Và ngay sau đây thì em sẽ hét test một đoạn karaoke ngay trên chính chiếc mic này. Đầu tiên thì em sẽ gửi tới các bác là cái tiếng mic mộc đã. Lên 1 2 6 7. Alo. Đó. Các bác hiểu không ạ? Đây là cái dây của tay mic này. Đó, tay mic rất là nhỏ con thôi. Và bây giờ thì em sẽ test một cái đoạn karaoke các bác nhá. Và các bác đi qua thì nhớ theo dõi video cũng như để nghe bên em báo giá này. Giá rất là rẻ cho anh em trong cái video ngày hôm nay thôi. Thông qua chính chiếc mic Howard này. Đấy, Tomahawk các bác nhá. Dòng sản phẩm này như thế nào thì sau đây thì em sẽ giới thiệu chi tiết để các bác và anh em có thể nắm bắt được nhá. Ok các bác nhá, thì bây giờ thì em sẽ giới thiệu review chân thật hơn để các bác và anh em có thể nắm bắt được về cái thiết kế của cái chiếc mic Tomahawk này. Đầu tiên chúng ta sẽ có một chiếc hộp. Đó, bên ngoài thì chiếc hộp này sẽ cho chúng ta là cái tên. Hàng này là hàng của Nhật các bác nhá. Hàng của Nhật. Đó. Về cái côn mic nó là côn sắt các bác nhá, cực kỳ đẹp này. Đó. Cũng như là về bên trong thiết kế, bên trong thiết kế của chiếc hộp này thì cũng rất là sang trọng và lịch sự. Đây các bác có nhìn thấy này. Bên trong này có một dây để các bác kết nối này và một chiếc tay mic như này. Về phía tay mic thì các bác có thể nhìn thấy ở đây bên trong một chiếc tay mic Tomahawk các bác nhá. Anh em có thể gọi là Tomahawk cũng được mà Tomahawk cũng được. Đây, bên trong phần cổ côn này các bác nhìn. Đó. Em sẽ xoáy ra để các bác cùng xem nhá. Đây, dòng sản phẩm này. Côn này các bác nhìn này. Đó, đẹp không ạ? Côn giống như là bên trong bên ngoài chiếc vỏ đã review cho anh em. Nói chung là với cái dòng sản phẩm này thì các bác nào mà đang muốn hát karaoke gia đình mà tiếng hay này, tiếng nó ấm êm mà không muốn bị rú rít, tầm bắt thì xa, anh em tiết kiệm chi phí thì có thể là sử dụng cái dòng sản phẩm mic dây như này cho em nhá. Ngày hôm nay thì bên phía cửa hàng em sẽ báo giá cho các bác với cái số tiền chỉ có là 380.000 thôi. 380.000 các bác sẽ có một tay mic và một cái dây kết nối tín hiệu đấy vào con vang.
tầm bắt xa thì cực kỳ là dài, các bác có thể ngồi đến tận 5 mét các bác nhá. Riêng cái dây này thì có thể là lên đến tầm 4 đến 5 mét, các bác có thể là ngồi rất là xa hát mà không lo ngại gì vấn đề gì. Giá thì chỉ có 380.000 thôi. Một lần nữa thì các bác đi qua quan tâm đến dòng sản phẩm này thì hãy nhanh tay liên hệ đến số điện thoại của bên em Tuấn Audio để được tư vấn và hỗ trợ mua hàng các bác nhá. Ok, video của bên phía cửa hàng em đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.